với cái đoạn đường này, khi mà đến đây thì các anh chị có nếu mà có nhu cầu ăn uống thì ở đây có cái quán hủ tiếu Nhân Quán, rồi phở Quỳnh. Uống cà phê, quán cà phê Đà Lạt Phố, một cái loại hình quán cà phê sân vườn cũng rất là thịnh hành và nổi tiếng ở Sài Gòn ngày nay nè, với không gian mát mẻ, cảnh rất là đẹp, thì sẽ giúp chúng ta thoải mái, thư giãn, ngồi nói chuyện với bạn bè, họp mặt gia đình cũng rất là thích hợp ha. Giao lộ Bùng Binh Cống Quỳnh với Võ Tánh, thì bên kia thấy cái bảng liên hệ đó, ngày xưa là cái rạp Khải Hoàn đó, bảng liên hệ quảng cáo nè, cái nhà bự bự nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở cái khu vực quận Nhất, Nguyễn Cư Trinh này, thì chúng ta sẽ đi một vòng ở con đường Võ Tánh. Chúng ta đang ở giao lộ Nguyễn Cư Trinh và Võ Tánh. Bên kia là nhà khách Phương Nam. Đó. Phía trước đó là cái con đường Võ Tánh đi về Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Đây, chúng ta bên đây là Nguyễn Cư Trinh. Và qua đây chúng ta sẽ đi một vòng ở đường Võ Tánh, cũng là Nguyễn Trãi ngày nay, gửi anh chị và bạn những hình ảnh ở khu vực này. Ở đây có quán cơm tấm. Rất là đông luôn. Và bên đây có quán cà phê Lê Cà Phê. Rất là mát mẻ ha. Và có con hẻm. Ở đây ngày xưa có cái rạp Quốc Thanh. Nhưng mà cái rạp Quốc Thanh đó bây giờ đã không còn nữa, và đó thay thế vào đó là cái rạp chiếu phim CineStar. Và chúng ta đây là cái giao lộ Võ Tánh và Phát Diệm năm xưa nè. Ở đây có cái dốc rất là cao để đổ xuống cái đường Phát Diệm. Và ngày xưa bên đây có cái buffet, đó là buffet Ngọc Thủy, rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ thì sau rất là nhiều biến cố thì đã sang cho rất là nhiều chủ đây, và bây giờ cuối cùng là đóng cửa, không hiểu gì sao. Bên đây ngày xưa không biết trường gì, nhưng mà bây giờ là cái trường Đức Trí nè, trường trung học cơ sở Đức Trí. Mình nhìn lại cái dốc đường Phát Diệm này. Nhớ ngày xưa chúng ta hay đi con đường này, và cũng rất là vất vả khi mà mưu sinh ở trên con đường này. Cũng là kỷ niệm của một số cô chú anh chị chia sẻ là ngày xưa cô hay đẩy nước đá từ chợ Cầu Kho đi ra đây, lên cái dốc này rất là mệt mỏi, rất là khó khăn. Ngày nay thì mình có dịp chúng ta lại cập nhật lại, ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Hy vọng là cô có xem cái video này, cô cho con xin cái comment nha, để con biết cô vẫn còn khỏe. Tại vì nghe nói cô đó thì cổ bệnh, nên không biết bây giờ cô thế nào. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha. Đây là trường Đức Trí nè. Đầu
đối với con đường Võ Tánh này ngày nay thì là một cái con đường ăn chơi thời trang rất là lớn, rất là nổi tiếng, rất là sầm uất. Bên tay phải chúng ta đó là cái rạp Quốc Thanh, bây giờ là Cinestar, trang trí rất là hoành tráng luôn. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cái căn nhà xưa nè, có kiến trúc của thời xưa còn để lại. Và chúng ta nhớ ngày xưa ở đây có một cái gọi là siêu thị City Mart, nhưng mà sau này đã không còn nữa, chắc chuyển thành cái dự án Lancaster. Và ở đây có con hẻm rất là xưa nè, con hẻm này có cái cây rất là lớn, nhưng mà tối quá chúng ta nhìn không rõ, cô chú anh chị thông cảm nha. Tại Sài Gòn về đêm thì cái những cái hình ảnh của nó chỉ mập mờ, không có rõ nét. Những con hẻm ngày xưa mình nhìn đi riết rồi em nhìn cái hẻm là em biết hẻm nó xưa hay là hẻm mới, hẻm nó có nhiều nhà xưa hay là hẻm nhà mới, nhìn biết biết luôn. Và ở đây có cái hẻm để thông ra cái khu Mã Lạng nè. Bữa thì em có thực hiện cái hẻm đi vô cái hẻm này rồi ha. Các anh chị các bạn có thể xem lại hẻm Mã Lạng ngày nay 245 Nguyễn Trãi. Và cái khúc đường này có một cái quán phở cũng rất là nổi tiếng, đó là phở phở Hùng. Quán phở Hùng nè. Và chúng ta nhìn bên kia thì có cái hẻm để đi vô khu Đồng Tiến đó, hẻm 212B, đi vô khu đó bán rất là nhiều quán nhậu, trong đó có cái món đặc trưng đó là món thịt chó, một cái món mà không phải ai cũng thích và không phải ai cũng ăn được. Đối với món đó thì em cũng không có hảo gì lắm, không biết cô chú anh chị mình thế nào. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Em cũng rất là vui khi mà được thực hiện những cái video như thế này, được dẫn các anh chị các bạn chúng ta cùng đi lang thang rồi ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Ở đây có cái quán nhậu Tứ Hải. Và tháng này cũng là tháng Vu Lan rồi nè, hôm nào em sẽ thực hiện những cái video về Vu Lan rồi các chùa, các hoạt động về đêm bán bánh trung thu rồi, để các anh chị các bạn ít có dịp về Sài Gòn thì chúng ta cũng có chút phần nào cập nhật ha. Và bên kia chúng ta có thấy cái chùa đó là chùa Lâm Tuế, Lâm Tế. Ngôi chùa này đây là chùa Ni gì phải. Em ít thấy mở cửa lắm. Và đi đến tí nữa thì chúng ta có cái rạp Khải Hoàng. Và đối diện cái chùa chúng ta thấy có cái hẻm, vô trong kia cũng có mấy quán cà phê.
có nhiều căn nhà cho thuê trong đó. Với cái đoạn đường này, khi mà đến đây thì các anh chị có, nếu mà có nhu cầu ăn uống thì ở đây có cái quán hủ tiếu Nhân Quán, rồi phở Quỳnh. Đây để quay số hình ảnh ở trước cửa hủ tiếu Nhân Quán để các anh chị bạn xem nha. Cái nhà trong bên hông hẻm này nè là hủ tiếu Nhân Quán nè, và cái quán chính nằm ở ở đoạn bên đây, cách đây mấy căn thì bên đây để bán ngồi ăn thôi. Thì cái bếp là nằm ở bên kế bên Bitis này nè, và nếu chúng ta ăn xong rồi mình có thể qua bên đường uống cà phê quán cà phê Đà Lạt Phố, một cái loại hình quán cà phê sân vườn cũng rất là thịnh hành và nổi tiếng ở Sài Gòn ngày nay nè, với không gian mát mẻ, cảnh rất là đẹp, thì sẽ giúp chúng ta thoải mái thư giãn ngồi nói chuyện với bạn bè, họp mặt gia đình cũng rất là thích hợp ha. Chúng ta nhìn qua cái quán hủ tiếu Nhân Quán nè, Nhân Quán chỗ này là bếp chính nè, và cái khu vực ngồi ăn là bên kia hoặc là bên đây cũng có. Rồi bên đây là phở Quỳnh. Tới phở Quỳnh thì em không có biết nhiều quán này cho lắm, tự vì em không có chưa vô ăn lần nào hết. Cũng thấy có rất là nhiều anh chị ở nước ngoài về ăn. Không biết có anh chị nào ăn đòi cho em xin cái comment nha, không biết mùi vị thế nào để chia sẻ bà con cô bác xem. Và ở đây có cái hẻm cũng có rất là nhiều cái phòng cho thuê nè, phòng cho thuê ngày và đêm, rồi dài hạn ngắn hạn. Ở trong đó người ta mua nhà đó, rồi người ta xây lên, hoặc là người ta thuê nhà nguyên căn rồi người ta chia phòng ra để người ta cho thuê lại đó. Và ngay đây là giao lộ Bùng Binh Cống Quỳnh với Võ Tánh. Thì bên kia thấy cái bảng liên hệ ngày xưa là cái rạp Khải Hoàn đó, bảng liên hệ quảng cáo nè, cái nhà bự bự nè, và ngày nay thì đóng cửa rồi ha. Sài Gòn về đêm luôn tấp nập hối hả. Chúng ta đi qua đây là đường Cống Quỳnh, và bên kia là có chợ Thái Bình, và đối diện bên đây bán rất là nhiều trái cây, rồi xôi sinh tố, rồi nhiều lắm đồ ăn về đêm, bánh mì. Và bên kia là cái nhà lồng chợ. Rồi chúng ta sẽ qua đường ha, sau đường nhìn lại cái đoạn đường lúc nãy chúng ta vừa đi qua, để ngắm lại đường phố xe cộ chút xíu. Đối với cái việc qua đường ở Sài Gòn luôn là một cái gì đó em cảm thấy khó khăn. Em ở đây mà em qua em còn thấy khó khăn thì cũng vì các anh chị các bạn ở xa, nên mình khi mà đến Sài Gòn thì mình qua đường nên cẩn thận ha. Nó trước mặt chúng ta đó là cái công viên 23 tháng 9 và cái bến xe buýt ngày nay, và bên kia có một cái dãy nhà rất là xưa, kế bên cái rạp Khải Hoàn. Để em zoom lại từ từ cho các anh chị bạn xem nha. Cái dãy nhà rất là xưa nè.
chúng ta nhìn lại cái bồng binh, bồng binh Cống Quỳnh. Xe cộ tấp nập. Đây có anh đẩy rác về đêm. Thấy anh cũng vất vả quá. Các anh lao công luôn là những người vất vả vì rác ở Sài Gòn có liên tục nên họ đẩy liên tục mà. Dọc theo cái con đường này là đường Phạm Ngũ Lão để chúng ta đi đến phố Tây Bùi Viện. Rồi nãy giờ cái video cũng đã dài rồi, một số hình ảnh ở ở khu vực đường Võ Tánh đi đến rạp Hải Hoàng, chợ Thái Bình. Gửi anh chị các bạn một số thông tin như là quán phở Phở Quỳnh, hủ tiếu Nhân Quán, rồi cà phê Đà Lạt, rồi rạp Quốc Thanh, rồi cái hình ảnh của cái siêu thị City Mart đã thay thế đó là cái dự án khác ha. Rồi nhân đây thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nếu các anh chị và các bạn có những cái comment thì đừng quên nhấn nút đăng ký và hình cái chuông cái bên để khi mà em có video gửi các anh chị và các bạn xem sẽ nhanh hơn và sớm hơn, không cần phải tìm lại ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Và trong cái hẻm phía sau cái chợ chợ Thái Bình này cũng có rất là nhiều cái phòng cho thuê nè. Các anh chị đi cái hẻm 373 Phạm Ngũ Lão, và đầu hẻm có cô bán chuối, bán trái cây, đặc biệt là rất là nhiều chuối. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.